Miễn cho bạn đã muốn nhận ghi miễn phí từ nhà mạng Mobifone, nhận data 3G, 4G để có thể sử dụng hoàn toàn vô tư trên chiếc sim điện thoại của mình. Thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nhận được data ghi miễn phí từ nhà mạng Mobifone. Nếu các bạn đang cần miễn phí sử dụng ấy thì các bạn cứ theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận được tới 30 GB để sử dụng hoàn toàn miễn phí nha bạn. Rồi các bạn nhớ theo dõi, đừng bỏ qua video clip này. Link của website, link của bài viết đấy thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip đó các bạn. Thì các bạn sau khi xem xong thì nhớ kéo xuống phần mô tả video clip hoặc là phần comment đầu tiên đây sẽ có link của website, link của bài viết hướng dẫn. Thì các bạn cứ click vào bài viết hướng dẫn chi tiết đây để vào đó kỳ nội dung, rồi sau đó xem cách để nhận được data, nhận được cạc là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì các bạn có thể trực tiếp truy cập vào website mà giảm giá 79.com. Ở đấy thì mình sẽ cung cấp thêm các thông tin về tài chính, gói cước nhà mạng, cũng như các cách để nhận được thẻ cao, nhận cạc, nhận data hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đấy, các bạn xem xong thì nhớ kéo xuống phần mô tả ở phía dưới đây, click vào. Đây, click vào bài viết hướng dẫn chi tiết để xem cụ thể nội dung nha bạn. Bạn đang muốn nhận 3G, 4G, nhận ghi miễn phí thì sau đây mình sẽ hướng dẫn nội dung cho các bạn. Thì hiện nay nhà mạng Mobifone đang triển khai chương trình là ưu tiên tặng cho các khách hàng tại khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid là một lượng thuê bao rất lớn, đồng thời miễn phí nghe gọi nha các bạn. Cụ thể ở đây thì tại các tỉnh thành đang bị giãn cách xã hội hoặc là đang bị ảnh hưởng với vùng dịch, tất nhiên ở đây thì đơn vị Mobifone đang liệt kê ra những danh sách theo thời điểm nhất định. Nhưng nếu các tỉnh nào ở khu vực này hoặc là các tỉnh này mà đang có tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc là các tỉnh tiếp theo bị ấy thì tất nhiên cũng các bạn cũng sẽ được ưu tiên nhé các bạn. Thì danh sách các tỉnh hoặc là các khu vực bị dịch thì Bộ Y tế sẽ cấp cung cấp cho chúng ta, thì chúng ta có thể nắm. Còn về data được nhận ấy là chúng ta sẽ nhận được 30 GB data tốc độ cao, nội mạng gọi là hoàn toàn miễn phí, các cuộc gọi dưới 20 phút một lần và 50 phút để gọi ngoài mạng nhé các bạn. Và lượng data, lượng cuộc gọi này chúng ta để được dùng được trong vòng 30 ngày. Về cách để nhận được lượng ghi miễn phí và phút gọi là như thế nào, rất đơn giản nhé các bạn. Cụ thể thì nếu các bạn đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì các bạn chỉ cần soạn tin nhắn DK CS 50 gửi đến tổng đài 789. Thì nếu các bạn may mắn nắm được khách hàng này thì chúng ta sẽ nhận được tới 30 GB, trung bình là mỗi ghi một ngày miễn 50 phút gọi ngoài mạng và tất cả các cuộc gọi nội mạng đều là miễn phí. Lưu ý là các cuộc gọi dưới 20 phút nhé các bạn, tức là các bạn cứ gọi 18, 19 phút gì đấy tắt đi gọi là chúng ta sẽ được miễn phí. Đấy, đơn giản như vậy thôi, chúng ta chỉ cần phản DKCS50 gửi 789 là chúng ta đã được nhận data miễn phí như trên. Lưu ý là sử dụng trong 30 ngày nhé các bạn. Và mình nhắc lại cho các bạn một số điểm mà các bạn cần phải nắm là như thế này. Chương trình này sẽ tăng cho các bạn là 30 ngày miễn phí. Còn thực chất nếu mà chúng ta muốn sử dụng lâu dài ấy, thì các bạn sẽ bị sau 30 ngày này, nếu mà chúng ta gia hạn hoặc là đăng ký mới thì sẽ bị trừ cước là 50.000 đồng trên một tháng nha các bạn. Vì vậy nếu mà sau cái hệ chu kỳ sử dụng miễn phí 30 ngày kể từ thời điểm gửi tin nhắn đăng ký thành công á, thì nếu không muốn sử dụng nữa, không muốn mất chi phí thì các bạn cứ phản là hủy cách C50N gửi chín 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 là các bạn đã đồng thời hủy dịch vụ này. Vì vậy các bạn sau khi đăng ký xong để nhận được lượng data miễn phí sử dụng 30 ngày như thế này thì lưu ý cần phải có nhớ cú pháp hủy để sau khi dùng hết chu kỳ này thì chúng ta nhớ hủy đi các bạn nhé, tránh trường hợp mà chúng ta không còn muốn sử dụng mà bị gia hạn thì có thể bị mất 50.000. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ như vậy là được rồi. Nhưng dù sao cũng yên tâm, trong vòng 30 ngày đầu thì chúng ta được sử dụng hoàn toàn miễn phí tới lượng data và phụ gọi là vô tư như thế này, thì các bạn cũng nên ngay lập tức soạn tin nhắn trên điện thoại của mình để các bạn nhận nhé. Thì nếu các bạn có vướng mắc thì nhớ gọi tổng đài Mobifone sẽ hỗ trợ cho chúng ta và thông báo kiểm tra cho chúng ta xem là thuê bao của chúng ta có được nâng mức tiền thuê bao, nhận được lượng ghi lượng data miễn phí này hay không. Link của website, link của bài viết đấy thì mình sẽ để lại phần mô tả video clip nha các bạn. Thì các bạn sau khi xem xong nhớ là link và bài viết hướng dẫn chi tiết để đọc kỹ các nội dung, xem kỹ các cú pháp hướng dẫn và các bạn nhớ nắm thật rõ, rồi sau đó hoàn thực hiện nhận lượng data nhiều phút gọi miễn phí này nhé các bạn. Ngoài ra thì các bạn cứ vào website mà giảm giá 79.com
Đấy, thì các bạn cứ vào website thì mình sẽ cung cấp thêm cả thông tin về nhận data, nhận card miễn phí từ tất cả các nhà mạng để các bạn có thể nhận và sử dụng vô tư nha bạn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để nhận được ghi nhận được data hoàn toàn miễn phí từ nhà mạng Mobifone. Thì nếu các bạn nhận được thì nhớ để lại comment ủng hộ mình và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để sau này có chương trình và tặng data miễn phí là mình sẽ cung cấp và bạn là một trong những người sẽ nhận được đầu tiên. Nhớ chia sẻ thật nhiều cho bạn bè, cho người thân, tất cả những người trong khu vực mà đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh biết để họ có thể trải nghiệm và sử dụng chương trình miễn phí này. Đây là một chương trình tri ân rất lớn, vừa miễn phí gọi vừa miễn phí lên mạng, nên các bạn cứ chia sẻ vô tư cho mọi người cùng nhận nhé bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.